Rồi chị chào em ha. Dạ, em chào chị. Dạ. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Cách Nói Yêu Thương hôm nay ha. Dạ. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Uyên Hình, chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Em là Lê Thị Duyên, sinh năm 1983, hiện tại đang sống ở Kon Tum. Em đang làm công việc gì? Dạ em làm nữ học sinh, là bà đỡ đẻ đấy ạ. Bà đỡ đẻ trẻ vậy đó hả? Em làm công việc đó được bao lâu rồi? Em làm 13 năm rồi. Khá lâu. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Em đã kết hôn, ly hôn được 4 năm rồi. Có hai cháu, một gái, một trai, hiện tại đang sống với em. Rồi lý do gì sao em với ông xã chia tay nhau? Ông xã em lái xe dài, thỉnh thoảng mới về nên là ông xã em có người tình mới, nên là khi em phát hiện thì em Rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì là hòa đồng, làm cái công việc gì đó thật kỹ, cũng dễ thông cảm và chia sẻ với người. Còn khuyết điểm của em? Chính vì em dễ thông cảm, chia sẻ chuyện về bản thân. Bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Ở đây hoạt bát, vui. Tại tính của em hơi chậm. Rồi em có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Dạ lớn hơn em là được. Rồi anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Dạ uống rượu thì tùy vào cái công uống chứ cũng đừng có nghiện. Em sợ nghiện. Con em như thế nào? Có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Dạ có. Cháu nói mẹ đi tìm đi chứ mẹ cứ ở nhà biết mẹ làm biết. Buồn lắm. Mai mốt con đi học nữa là mẹ không có một mình, mẹ buồn, không có người ai nói chuyện, không có đi cùng hay làm gì cùng với mẹ. Rồi em coi video của chị hay ai giới thiệu em xem? Dạ tình cờ em lúc hay thì có chị em xem hơn một năm nay rồi. Vậy đó, coi lâu vậy đó hả? Dạ, em cũng xem rất nhiều kênh khác nhưng mà họ ở ở chị thì nó sẽ kỹ càng và những cái người mà chị phát sóng các chương trình họ đều có một cái cũng rất là chân thật là muốn tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ. Em chiều cao của em là bao nhiêu? Chiều cao của em 1m53. Cũng nặng 47 kg. Dạ. Rồi em có nghĩ là anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu không? Dạ cứ cao hơn em là được rồi. Gia đình của em có được mấy anh chị em? Gia đình em 6 anh chị em. Gia đình em có ai ở nước ngoài không? Dạ không. Rồi cha mẹ của em có còn đầy đủ không? Dạ còn đầy đủ, trên 80 hết rồi ạ. Hiện em đang sống riêng với hai con hay là em sống chung với gia đình? Em đang hiện tại đang sống chung với lại nhà cậu em ra. Vì em mới chuyển công tác từ bên Lâm Đồng sang bên đây được 2 năm. Em làm việc này em làm từ mấy giờ tới mấy giờ em?
công việc này thì trong và ngoài giờ luôn, tại vì là trực trên 24 từ 7 giờ nay đến 7 giờ sáng hôm sau, và được hôm sau thì được nghỉ bù, và những sau nữa thì mình sẽ làm hành chính 8 tiếng. Một tuần thì thường là 2 tour trực. Rồi, những lúc rảnh rỗi em thích làm việc gì để giải trí cho mình? Lúc rảnh rỗi thì em hay ra vườn trồng rau, trồng cây. Nhà em ở đó vùng thôn quê hả hay là ở thành thị nhưng mà đất rộng? Em ở thị trấn nhưng mà là vùng Tây Nguyên nên có trồng cao su và cà phê. Vậy đó hả? Đà Lạt, gần Đà Lạt thì Nhưng mà ngoài việc đó ra em có sở thích nào khác không? Giống như đi shopping hoặc cà phê với bạn bè gì không? thỉnh thoảng, nhưng mà ra trực là mời bạn bạn trực rồi mọi người đi ăn sáng uống cà phê xong rồi về, mình có thời gian chiều nữa thì mình ra vườn. Em rồi em thích một anh làm quen với em trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Dạ, lên lệ hoạt bát ạ. Em với công việc của mình á, em đã vừa ý chưa? Nếu mà có cơ hội em có muốn thay đổi công việc của mình không? Dạ có, tại vì mình càng ngày càng lớn tuổi mà trực đêm mà khoa sản thì sẽ thức cả đêm nếu không được ngủ. Là sao Có đó một em? thì họ cũng vẫn đau đẻ mà họ vẫn cứ gọi mình liên tục. Sau đêm trực đó là mình được nghỉ không em? Nói chung là sau đêm đó là mình được nghỉ một ngày. Để ngủ lại chứ, nếu không là Dạ. mình đâu có chịu nổi. Rồi nếu mà có cơ hội là em thích làm việc gì? Nếu mà có cơ hội thì em sẽ làm spa, massage gội đầu, những cái mà vật lý trị liệu á, sẽ nhẹ nhàng. Sao hồi trước em không học nghề đó? Nữ hộ sinh là giống như là điều dưỡng á, nhưng mà chuyên ngành là của sản phụ khoa. Sao em không học nghề spa nếu mà em thích công việc đó? Nói chung là cũng trong cái trẻ thì cũng có massage trẻ sơ sinh đó, gội đầu rồi cũng có xoa bóp ấn huyệt, nó cũng có trong đó. Em thích nếu mà anh muốn làm quen với em á, em thích anh ấy có tính lãng mạn không? Dạ không, lãng mạn ít thôi, nhiều quá nhiều người sẽ thích mất công ghen. Em mà sau khi chia tay với ông xã em rồi á, thì ông xã em có phụ em nuôi con không? Dạ không, em tự. Nhưng mà có thăm con không? Tại ông xã em có gia đình mới luôn, có con riêng luôn rồi. Bây giờ sau hôn nhân đổ vỡ em có để ý người nào, có anh nào làm quen với em không? Tại vì em còn trẻ rồi, năng động nữa, xinh đẹp nữa. Cũng có, nhưng mà em là con em học hết 12, năm nay là 12 nên em sẽ không quen ai, để cho con cái tư tưởng vững vàng để con học hết, cho con ổn định tâm lý, nên em cũng không quen ai, em bắt đầu vào làm thôi, chăm sóc con. Rồi sau hôn nhân đổ vỡ của mình hiện tại bây giờ trong lòng em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Quan trọng là thương em nhé, thương em thì sẽ hiểu được, sẽ chia sẻ được và tôn trọng. Ngoại hình là đối với em không quan trọng hơn, được tuổi tác cũng không quan trọng ha. Hồi đó giờ có bao giờ em đi du lịch ra nước ngoài không? Em đi qua Lào ở Campuchia, thì em làm ở đây là giáp biên. Vậy đó hả? Còn ở trong nước thì đi cơ quan, làm cơ quan thì năm nào cũng tổ chức đi chơi 6 tỉnh miền Tây,
rồi Hà Nội, rồi Nha Trang. Nói chung là làm ở cơ quan nhà nước thì năm nào cũng được đi du lịch một lần. Em từ chỗ em đi qua Lào, qua Campuchia là bao xa? Tại chỗ em ở đi cách Lào 9 km và cách Campuchia 12 km. Gần vậy đó Gần. hả? Dạ. Ô, gần dữ vậy đâu. Dạ. Rồi em đi làm bận rộn như thế, em có nấu ăn cho gia đình được không hay là không có nấu ăn? Dạ có, em tự nấu ăn. Em sau video này nếu mà anh nào để ý em, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại của em để anh ấy liên lạc với em ha. Sau video Dạ. này nếu mà em để ý anh nào ghi số video xuống gửi qua chương trình, chương trình sẽ cho em số điện thoại để em liên lạc với anh ấy nha. Dạ, cảm ơn chị. Tuy nhiên giờ giấc ở Việt Nam và các nước khác nhau đó em, cho nên mình muốn liên lạc với họ thì mình phải gửi tin nhắn trước. Nếu ở Việt Dạ. Nam với nhau đó, thì mình gọi được. Còn ở bên đây người ta nhiều khi giờ giấc khác là người ta đi làm đó, người ta không có bắt máy được. Mình phải kiên Dạ. nhẫn. Em có muốn bổ sung thêm gì nữa không? Dạ không, được lên chương trình gặp chị cũng là một cái duyên, thì em cũng rất mong là điểm mắt tay em sẽ có tìm được một nửa yêu thương của mình ạ. Chị là với vai trò MC của chương trình thì chị cũng mong là những anh chị nào, những em nào, anh em nào lên video đều được có cặp có đôi hết. Đó là mục tiêu của chương trình. Tuy nhiên đó cũng phải là tùy duyên của mọi người nữa. Rồi chị Happy New Year em nha. Năm mới chúc em vui vẻ nha. Mong là năm mới sẽ có hạnh phúc mới ha. Dạ, Rồi. chúc chị và gia đình một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc cộng đồng mạng một năm mới vui vẻ ạ. Dạ em chào khán giả. Dạ, xin chào cộng đồng mạng trên kênh YouTube Kết nối yêu thương cuộc sống Mỹ của chị Uyên Hình ạ. Bye em, Cảm ơn. bye bye em nha.